tối rồi, khuya rồi mà sao chưa thấy nó về nữa trời. Trời ơi Phúc, trời ơi, gì vậy con? Mẹ. Sao về khuya như vậy nè? Ơi cái gì mà nó đứng lặng lặng mà tôi nghe nâu mùi rượu vậy hả? Uống rượu dữ lắm hả? Gì mà xỉn vậy nè? Dạ đâu có, con chỉ uống một chút xíu thôi mẹ. Uống chút xíu mà xỉn đi, té luôn vậy đó. Thôi được rồi, để mà làm cho ly trà gừng uống cho tỉnh rượu nghe. Dạ con không sao mẹ, khỏi làm mất công. Bây giờ lên phòng ngủ hả? Dạ. Đi nổi không? Dạ nổi. Cần mẹ chịu không? Con đi nổi mà mẹ yên tâm. Được không đó? Con đi nổi. Không biết có chuyện gì mà nó uống dữ vậy trời. Alo. Anh Phú à? Em Hiền nè. Em đang ở đâu vậy? Em đi chơi với mấy người bạn của em. Vậy hả? Anh Phú ơi, cuối tuần này mình đi chơi thung lũng Sao Băng nha. Thung lũng Sao Băng à? Anh nhớ không? Hồi đó anh hứa với em á, là anh dắt em đi đó. Cuối tuần này mình đi nha. Nếu như em thích thì anh chở em đi thôi. Vậy nha, cuối tuần anh dắt em đi nha, nha Phú nha. Đương nhiên thiệt rồi, em muốn đi đâu chẳng được em yêu. Mẹ bị sao vậy? Tỉnh lại coi. Sao vậy? Tỉnh lại coi. Ê, mẹ Nhung, ai gọi cho bà hả? Chắc người nhà gọi điện để đón á. Để tôi coi coi. Bà gọi điện cho người đó nè. Người đó là ai? Là cái người yêu của bà. Bà mới chia tay người ta xong. Phải không? Phải. Mẹ nghe, tỉnh lại đi. Thôi, đi nha, tôi đưa bà về nhà nha. Đưa bà về nhà nha. Đợi tôi với hả, bà cho tôi quá gian nha. Ồ, nhưng mà nay tôi đi xe ôm, xe của tôi đem đi bảo trì rồi. Ủa, mà xe bà đâu, sao bà không đi xe bà đi? Xe tôi sửa rồi. Cái gì? Sao tự nhiên đi sửa? Thì anh Phúc làm hư xe rồi, bữa tôi với anh đi kiếm bà. Hả? Bà với anh đi kiếm tôi? Là sao? Tôi... không định nói, nhưng mà bây giờ bà biết rồi, tôi nói luôn. Bữa tôi sợ bà làm chuyện dại dột á, cho nên là mới kêu ảnh phụ tôi đi kiếm bà. Nhưng mà tôi biết là bà nghe chắc bà sẽ không thích, cho nên là tôi mới không nói luôn. Alo, alo. Dạ, dạ. Em biết rồi, 30 phút nữa em tới liền. Dạ, em có nói với đạo diễn rồi mà anh. Dạ, em mới kẹo ông chị chút xíu. Dạ. Tôi đi nha bà. À.
sợ bà làm chuyện dại dột á, cho nên là mới kêu ảnh phụ tôi đi kiếm bà. Nhưng mà tôi biết là bà nghe cái bà sẽ không thích, cho nên là tôi mới không nói luôn. Nếu chị mà là em á, chị không có dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Mình là phụ nữ hiện đại mà em, sao có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình được, đúng không? Anh xin lỗi. Em có sao không? Dạ không. Em không sao hết. Em không sao là tốt rồi. Anh Phúc, hôm nay tan làm anh gặp em chút nha. Em có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay mọi người hẹn đi ăn, họp tổ giáo viên chủ nhiệm mà. Em quên. Vậy còn ngày mai, ngày mai gặp nhau được không anh? Vậy thôi, nếu mà anh không muốn thì thôi, không có gì hết. Thôi anh đừng có quan tâm, anh quên đi nha, không có gì. Được. Gặp mình nữa, không muốn nghe mình nói gì hết. Như vậy là chia tay thiệt rồi. Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao đây? Mình đâu có muốn mọi chuyện kết thúc như vậy đâu, đúng không? Mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với ảnh lắm. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Không được, mình không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được. Mình phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Phải. Mình phải biết hết tất cả. Mình phải giải quyết. Mạnh mẽ lên. Anh Phúc. Tối nay đi ăn với tổ xong anh gặp em có chuyện muốn nói với anh nha. Đâu có sai bà thầy. Đi về. Tôi tự về được. Trời ơi, thầy làm sao mà về một mình được? Được. Tại sao tôi về không về một mình được? Dạ, tôi đưa thầy vậy nè, tôi với con. Tôi không cần ai đưa tôi về. Tôi không sao. Cô Hiền. Dạ. Cô đi taxi về hả? Dạ. Cô đưa thầy Phúc về giùm tôi luôn được không? Thầy, một mình cô Hiền làm sao mà đưa thầy Phúc về được? Tôi không cần ai đưa tôi về, tôi tự về được. Dạ, không sao đâu. Thầy cô cứ để đó, tôi đưa thầy Phúc về cho. Tại vì biết nhà thầy Phúc mà. Cháu thầy Phúc là học trò lớp của em. Thầy với cô cứ về trước đi. Tự về luôn. Dạ không sao. Vậy thì nhờ cô Hiền giúp tụi em một tay nha. Cô cứ về trước đi. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn thầy cô. Không sao. Em dậy thầy Phúc. Thầy Phúc tự về được. Tự về được. Thầy cô về trước đi để em đưa về cho. Anh Phúc. Tự về được. Dạ. Tự về được. Anh Phúc ơi, anh có sao không? Anh có mệt lắm không Phúc? Bác tài, dừng lại. Cho tôi xuống xe. Dừng lại cho tôi xuống xe bác tài. Từ từ. Bác tài ơi. Ây da. Tôi không muốn. Anh Phúc ơi, muốn về nhà. Anh Phúc ơi, đừng nguy hiểm lắm.
đừng có mở cửa đâu mà anh Phúc. Bác Tài ơi, tao xe giùm em đi bác Tài. Muốn gì nha? Bác Tài ơi, nguy hiểm lắm. Anh Phúc à. Tấp lại. Được rồi. Bác Tài ơi, tấp vô giùm em đi bác Tài. Tấp lại. Anh Phúc à. Từ từ anh Phúc ơi. Tôi có muốn gì nha? Anh Phúc à. Tôi có muốn gì nha? Tôi có muốn gì nha? Bác Tài ơi. Cho em trả tiền. Anh Phúc à, anh có sao không? Anh Phúc anh tỉnh lại đi. Anh Phúc anh có sao không vậy? Tỉnh rồi hả? Anh thấy sao rồi? Em bởi em là Diệu Hiền à? Là em Hiền nè. Anh thấy sao rồi anh Phúc? Em đang làm gì ở đây? Anh đang mơ hả? Sao anh uống nhiều quá vậy? Anh quên là mình có hẹn với nhau hả? Anh có biết là em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm không? Chắc là anh đang mơ thiệt rồi đúng không? Anh đang mơ đúng không? Anh xin lỗi. Anh đã làm cho em buồn. Anh thật sự xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu nhiều lắm Hiền à. Anh yêu em nhiều lắm. Anh biết là anh đã làm cho em buồn. Anh không muốn như vậy đâu. Thật tình anh không muốn như vậy đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Anh lại tránh mặt em. Anh không muốn gặp em. Anh không muốn nói chuyện với em. Anh có biết tại sao lại làm như vậy hả? Xin lỗi. Đừng khóc. Đừng khóc. Anh biết. Anh biết là làm cho em buồn. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Cứ cho anh thời gian đi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tin anh đi. Cho anh thời gian đi. Tại sao vậy chứ? Tại sao làm ra nông nỗi như vậy? Tại sao thời gian nó cứ trôi chậm như vậy? Anh điên rồi. Anh điên rồi đúng không? Chắc anh điên rồi. Anh điên rồi. Anh điên rồi. Bây giờ em biết được anh cũng đang chịu đau buồn vì một lý do nào đó. Nỗi đau trong em cũng giảm bớt phần nào. Thay vì nói chúng ta hãy làm bạn của nhau, em quyết định sẽ cố gắng cứu vãn tình yêu của chúng mình. Bởi vì em vẫn không thể quên anh được. Anh Phúc à, em chỉ xin anh một điều thôi. Đừng rời xa em. Em sẽ chờ tới khi nào anh suy nghĩ lại. Anh ngủ ngon nha. Em sẽ chờ anh. Thank you.
vậy con? Trời đất ơi, tỉnh rồi đó phải không? Rồi đó là thế nào cũng nhức đầu cho mà coi nè. Uống gì mà dữ thần ôn vậy hả? Ủa? Có chuyện gì mà uống mẹ dữ vậy hả? Ủa? Vì hôm qua con say hả mẹ? Trời ơi, giờ còn hỏi nữa. Sai giờ cũng chưa biết nữa kìa. Ủa mà con về nhà bằng cách nào vậy mẹ? Mẹ có biết đâu. Mà con về khoảng nửa đêm á. Nửa đêm? Ừ. Uống chi mà dữ vậy con? Uống mà không biết đường về là sao? Giờ sao rồi? Dạ. Đỡ chưa? Thôi bây giờ nè, xuống tắm rửa, rửa mặt, rửa mặt đi rồi mẹ nấu hủ tiếu cho ăn kìa. Dạ. Lên. Dạ. Nó có chuyện gì uống dữ vậy? Dạ đâu có chuyện gì đâu. Không có gì hả? Dạ. Xuống nhà nghe không? Dạ. Ừ. Dạ khỏe. À, dạ. Dạ. Ok, Phúc tê tê. Wow, đúng là tê tê thiệt. Mà tôi phải công nhận cậu xứng danh là được ghi vô sách kỷ lục Guinness là cái gì người thầy dạy thể dục mà yếu nhất thế giới. Mới có mấy ly sao cầm câu luôn rồi. Phải công nhận, nhưng mà tôi hâm mộ. Cứ thế mà phát huy nha. Nghe không? Chà, vẫn còn mùi hèm luôn á. Thôi chuẩn bị lên lớp. Ủa thầy, năm qua tôi về trễ lắm hả? Bao nhiêu tôi tự về đúng không? Hôm qua tụi tôi đưa thầy về á, thầy say lắm. Vậy tôi về khoảng lúc mấy giờ vậy? Khoảng 9 giờ. 9 giờ tối. Ủa mà con về nhà bằng cách nào vậy mẹ? Mẹ có biết đâu. Mà con về khoảng nửa đêm á. Nửa đêm? Ờ Hiền. Anh khỏe hơn chưa? Hồi tối hôm qua anh uống nhiều lắm á. Ồ, anh xin lỗi nha. Anh có hẹn với em mà anh... Dạ, không có sao đâu. Anh đừng có lo. Hả? Thôi, em vô chuẩn bị lên lớp nha. Ờ. À, anh Phúc nè. Anh đừng có bận tâm. Em chờ anh được mà.